Đàm Tùng Vận đóng vai doanh nhân mà vẫn nhí nhảnh như nữ sinh. Trong hậu trường xin gọi tôi là tổng giám, Đàm Tùng Vận trông vẫn ngây thơ đáng yêu, dù đã cố gắng thay đổi hình tượng. Bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám, bộ phim mới của Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận, được khởi quay vào tháng 3. Mới đây ảnh hậu trường của Đàm Tùng Vận trong phim đã được hé lộ trên mạng. Cô mặc váy sơ mi màu xanh, đi giày cao gót, tóc đen xể xõa, trông nhẹ nhàng nữ tính rất hợp với hình tượng thường ngày của Đàm Tùng Vận. Xin gọi tôi là tổng giám là bộ phim thay đổi hình tượng của Đàm Tùng Vận, từ dạng vai nữ chính ngây thơ đáng yêu thành nữ doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên ảnh hậu trường mới cho thấy Đàm Tùng Vận vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh quen thuộc, vẫn thiếu sự sắc sảo cần thiết của một người phụ nữ bươn trải lập nghiệp. Khán giả nhận xét Đàm Tùng Vận như đang vào vai một cô sinh viên đại học đang hẹn hò với bạn trai dưới sân trường. Xin gọi tôi là tổng giám được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Lâm Canh Tân và vai Lục Ký Minh, một chủ tịch hồng hách của công ty đầu tư tài chính lớn. Ninh mong Đàm Tùng Vận đóng là cô gái trẻ đầy tham vọng, bước chân vào ngành đầu tư. Với sự giúp đỡ của Lục Ký Minh, Ninh mong đã dần tìm được vị trí của mình trong công việc, khẳng định được bản thân của mình. Gần đây Đàm Tùng Vận đang nỗ lực thay đổi hình tượng khi chọn dự án mới. Ở tuổi 31, nữ diễn viên hướng đến các vai diễn trưởng thành sắc sảo thay vì dạng vai diễn đáng yêu và nhí nhảnh. Khán giả vô cùng mong chờ Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân trong dự án phim mới này. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.